Vài năm gần đây, món ăn Việt đã không còn xa lạ ở xứ sở Bạch Dương. Bạn có thể dễ dàng thưởng thức một bát phở còn nóng hay đĩa nem vàng hay suất bún chả thơm lừng ngay giữa thủ đô Moscow. Theo số liệu thống kê, có khoảng gần 550 quán ăn Việt ở Moscow do chính người Việt làm chủ. Có thể thấy rõ ẩm thực của người Việt đang nở rộ ở Moscow nói riêng và trên toàn nước Nga nói chung. Tuy nhiên, hiện tượng này vừa là một điều mừng nhưng cũng là một nỗi lo đối với những người yêu thích ẩm thực Việt ở Nga. Mừng là bởi vì món ăn Việt đang dần được thực khách Nga đón nhận và ưa thích. Còn lo là với số lượng quán ăn mở ồ ạt như vậy, liệu có bao nhiêu quán có thể đảm bảo được chất lượng, duy trì được chất Việt trong mỗi món ăn của mình? Đây là lần thứ hai tôi đến ăn trưa tại nhà hàng Sài Gòn. Lần trước tôi đến đây một mình, còn hôm nay tôi rủ thêm người bạn để cùng thưởng thức món ăn Việt. Tôi thấy món ăn ở đây rất ngon, cả nem cả phở đều tuyệt. Ở đâu có quán ăn Việt thì là cũng đi ăn thử, cũng ăn quán thử những cái quán ăn của người Nga mở ra và quán của người Việt mở ra. Để mà nói về hồn Việt thì thưa người Việt mình mở ra thì bao giờ quán ăn cũng chuẩn hồn Việt hơn, đúng vị của người Việt Nam hơn. Người Nga họ mở ra họ cũng có thể học, nhưng họ cũng có thể thuê đầu bếp Việt Nam, nhưng mà họ cũng là đã làm lai đi sao để sao đâu. Vừa cái khẩu vị của người Nga nó không giống người Việt Nam. Tôi sẽ rất là thấy lo ngại bởi vì là cái mình cũng tự hào những quán ăn món ăn của mình mà. Ví dụ như phở nem là đi đến đâu ra thế giới là mọi người đều rất là thích. Mong muốn ẩm thực Việt sẽ ngày càng phát triển và có được chỗ đứng xứng đáng trong lòng thực khách Nga và quốc tế xứ sở Bạch Dương. Nhưng các chủ nhà hàng, quán ăn của người Việt nên thành lập hiệp hội cùng nhau chia sẻ, cùng nhau giữ lấy nét đặc trưng của ẩm thực Việt.